Shopovietviet.vn bán được global uy tín giá rẻ chất lượng hàng đầu Việt Nam. Hết rồi, tưng bừng khuyến mãi giảm giá 50% cùng săn active giá rẻ và nhiều vòng quay skin khủng. Anh em nhớ lên shop ủng hộ mua Việt nhé. Hello cho anh em, cú đêm nha. Ngày hôm nay Mô Việt sẽ tiếp tục đấm đá như phim trường Hồng Kông với anh da đen Quyền Vương. Và hôm nay chị Gà Đán tiếp tục tặng trang phục Quyền Vương Satama miễn phí tiếp. Tuy vậy Muay Thái mới là chân ái nha. Chú hai đánh thường chưa một lũ cái đầu luôn. Cái này thì các bạn cứ cố gắng làm sao khống chế liên hoàn tướng địch bằng cái đánh thường chưa một, đó là khống chế liên hoàn 2 phát. Còn khống chế liên hoàn 3 phát thì các bạn có thể dùng đánh thường chiêu cuối chưa một, hoặc là chưa một chiêu cuối đánh thường. Nói chung là ba cái đòn khống chế liên hoàn sẽ khiến đối địch không kịp trở tay nha. Tất nhiên là hôm nay Mô Việt tiếp tục quẩy Quyền Vương sau nhiều ngày không đấm đá rồi. Và đi mid đối đầu với Florentino. Bạn là ai? Tôi là Florentino. Nhưng mà Florentino đi mid không ổn. Chắc là team bạn muốn phát huy khả năng cấu rỉa của bộ đôi Joker và Dê nên là đẩy Florentino ra mid. Nhưng có lẽ thì thôi, về farm nhé. Mình thấy khá nhiều anh em chơi Quyền Vương chỉ tích cực đi cấu rỉa, đi lúp lùm chờ gank và đi gank. Nhiều khi gank không có được thì các bạn mất cái turn lính mid. Đây, đẩy lính mid xong đi gank thì nó lại vừa có lính vừa có mạng. Ấy Florentino, ấy Florentino quá là gắt luôn. Nhưng mà cái bạn Batman rồi Van Hen thì nó rất là mạnh đầu game đó, không có dễ bị bắt nạt đâu. Team mình rất mạnh đầu game với Van Hen, Quyền Vương và Batman. Còn Gấu và bạn Rừng sẽ phải cố gắng farm tốt để có thể tí nữa quẩy team nha. Tất nhiên là mình sẽ cover vòng đội bằng cách là đảo ganh liên tục. Tuy vậy thì đá con quái còn hụt chứ đá người không biết là nó lại auto trúng thì không hiểu kiểu gì luôn. Chơi Quyền Vương thì tạo highlight cũng dễ mà mù like thì cũng nhiều luôn. Thế là đây là một vị tướng được rất nhiều anh em tiktoker là thích chơi nha. Vào đây, vào đây, vào đây. Vào đây không dám vào. Chứ vào là ăn ngay quả chiêu cuối xong đánh thường về trụ của mình đó. Sau đó đá phát chiêu 2, đấm phát chiêu 2 nữa là lụt cái đầu. Chơi này team mình 3 người nha. Batman combo. Hay lắm, chiêu cuối này. Rồi chơi 1, chiêu 2 này. Lượm mạng Gấu ơi. Ngon nha Gấu ơi. Nói chung là đảo từ lên rồng xuống lên top gánh điên đảo luôn, mới được có 2 mạng, 3 điểm hỗ trợ. Tuy vậy lính ở mid là không trượt phát nào luôn. Đây chính là cái lý do mình sẽ không bị thọt và thậm chí mình có thể là nhiều vàng nhất team luôn. Tớ điền đây, tớ liên sắp có chiêu cuối. Có chiêu cuối thì lại vào không khí. Tuy vậy mình lại combo trúng dê. Lườm rau gắp thịt là có thật đấy. Quá ghê gớm, quá ghê gớm. Ai đó anh em nhỉ? Biết Quyền Vương, chứ ai, Ngọc Duy. Anh em nào muốn lên kênh của Mô Việt nhớ gửi bảo mẫu phần mô tả video clip của mình nha. Anh em nào chưa có link chơi game thì cũng nhớ đừng quên là hãy nhớ lên shop moviet.vn. Shop moviet.vn nha anh em ơi. Và nhớ đây là shop chính chủ duy nhất của Mô Việt, mua bán link Nico Buy uy tín hàng đầu Việt Nam, giá rẻ và chất lượng vô cùng. Đặc biệt có dịch vụ bán quân huy nữa. Và nói chung là nhiều cái sự kiện hấp dẫn dịp hè này để các bạn chưa có click chơi game mà các bạn muốn chơi sự kiện trên shop Mô Việt cực kỳ ngon luôn nha. Nuôi tí, không lên hồi báo cáo trôn. Cái chiêu cuối nhiều khi để chạy nhanh em ơi. Nếu mà chúng ta chậm chân một tí là sẽ bị bắt, và con tướng này là sát thủ. Mà sát thủ thì máu mỏng, mà máu mỏng thì dễ bị bay màu. Nên là đừng để tướng địch choáng hay là áp sát được anh em bằng những chiêu sốc đam nha. Đặc biệt là mình yếu máu đi phải chiêu cuối chạy thật nhanh luôn. Từ từ mình tới đây. Cái chiêu cuối đấy có khi mình kết hợp tốc biến thì nó mới hợp lý hơn. Tuy là tốc biến chiêu cuối tốc biến bây giờ nó không được mạnh như trước và nó không dễ dùng. Và cái độ hiệu quả nó không bằng trước nhưng vẫn có thể dùng được nha. Tí mình sẽ dùng cho anh em thấy.
Ok, còn đầu game thì mình nên tiết kiệm chiêu để tránh trường hợp bị Florentino dí. Bởi vì nếu mà Florentino dí là cũng khó chạy lắm anh em ơi. Florentino khắc chiêu cuối vào đầu mình múa hai turn hoa thôi, xong rồi ném chiêu một vào đầu nữa thì thôi là mình đi vào lòng đất luôn. Ok, mình có đủ combo, mình tới đây. Ủa? Ui, bạn chơi ảo vậy nhưng mà vẫn không chạy đâu nha. Đầu tiên là chiêu cuối vào bụi. Mình đấm chiêu hai hụt, mình nhảy chiêu một vào bụi cũng hụt luôn. Ảo thật. Ok, 6 phút 3 mạng 7 điểm hỗ trợ. Ôi trận này đấu hay nè. Một cái trận đấu vì team nha. Lâu lắm rồi không vì team, với team mà được team khen hay. Thanh bạn nha, thanh bạn nha. Ok này, tiếp tục Endor này. Chiêu hai trúng là lú cái đầu. Từ từ để chiêu hai trúng để có đam to. Đây 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 đây. Rồi xong chiêu cuối đánh thường, chiêu một úi chạy đi đâu. Con này còn có cách chơi đó là inset tướng địch về trụ và chúng ta sẽ vòng ra sau để đá tướng địch về, rất là lợi hại luôn nha anh em ơi. Tốc biến chiêu hai ơi da, không ổn rồi. Có đấy phải tiêu hai tốc biến thì nó mới tạo highlight giống như các đồ được. Hào hỏng rồi. Bạn Florentino tự nhiên lại che cho bạn Joker chứ. Hay là Batman ơi, Joker counter Batman. Nhưng mà trận đấu này Batman vẫn được chơi. Quyền vương đảo ganh hợp lý quá hơn hẳn Florentino. Florentino đến thì toàn kiểu cân tim, do nó bị tim mình đập rất mặt luôn. Có trụ được giữ rồi nha. Bây giờ mình sẽ xuống hỗ trợ bạn Zuka. Mặc dù tim có lợi thế nhưng mà khả năng cao Zuka cũng chưa chắc ăn được Airy đâu. Nên là mình sẽ đẩy ID ra nha. Rồi chủ của đánh thường chưa một lũ cái đầu luôn, nói chung là lũ cái đầu từ cái combo của quyền vương. Tiếp theo là một cái sách chiêu để giảm khả năng hồi phục máu của bạn Florentino và Ivy. Đấy anh em thấy chưa, cứu đồng đội, cover đồng đội, đồng đội khen nức lở luôn. Rồi lúc lùm combo là nghề của mình, anh em thấy chưa, qua ghê gớm. Đánh thường chưa cuối chưa một đơn giản cực kỳ. Nói chung là combo thì mình cũng đã phân tích rồi, anh em làm thế nào mà khống chế 3 phát liên tục là được. Còn việc dùng đánh tường trước hay chiêu cuối trước thì cũng tùy vào khoảng cách, ở những trường hợp sẽ khác nhau nha. Như đánh với máy không. Ừ, cũng đánh với máy thật, nó cứ bị dễ nào ý. Chắc là team bạn không có cửa để ăn được mình trận đấu này, bất tử luôn rồi anh em ơi. Wow wow wow, cái gì vậy trời. Thôi xong, bảo rồi, đừng có gáy mà. Bao lần rồi cứ gáy cứ kiểu phở nên bảng đến xấu luôn. Florentino gắt vậy, quả chứ đúng là chiều cuối khắc chiều cuối mùa hai nhịp thả hoa vào đầu mình đi vào đầu lất luôn và cân luôn được các bạn Bright chứ không đua được với Florentino đâu nha. Ở team bạn đang bị yếu hơn team mình nhưng mà Florentino vẫn múa được. Bởi vì chất tướng đó thì cần múa chuẩn thôi là auto khỏe rồi. Mất trụ mít nha. Tập trung anh em ơi, trận đấu này team mình cuối game thì chưa chắc đã ăn được team bạn đâu. Thực sự, ký được Florentino có hơn dân cho là mình cũng đau đầu phết đó nha. Gấu hay đám bắt được ghê rồi. Lui cho gấu ơi. Ui à. Ui à, cái combo trụ cuối tốc biến kìa. Thôi thôi, coi như anh em không nhìn thấy gì nha. Ăn mạng chỉ là ăn rùa thôi. Đau đầu combo. Ôi dồi ôi của môi vịt. Lúc nào combo chiều cuối tốc biến bây giờ mà không thực hiện một cách chuẩn xác đúng cự ly thì thôi, nó chỉ là tấu hài và mang lại những pha mù mắt cho người xem thôi. Ôi Florentino, thôi thôi nha, thôi nha, thôi nha. Ngừng ngừng lại, không múa nữa. Bạn múa gắt vậy ai chơi. Ván hên cẩn thận nha. Florentino này, Van Halen thì mình là Van Halen phép nha. Nói chung là nếu mà sốc đam được thì cũng phải đứng gần. Mà mình nên bồi cái chiêu 2 để giảm giáp, bạn đấy xài trục cuối lên. À không, chiêu 2 là giảm xuyên giáp phép thôi chứ không phải giảm giáp. Xuyên giáp phép thôi. Xuyên giáp phép thôi thì mình chỉ có đam của mình to thôi chứ của bạn Van Halen không có to. Thôi mình cứ đá để cho Van Halen chơi, đá giảm hồi máu của Florentino. Từ từ nha gấu ơi, lên cao quá là đi đó. Ui, một đá thôi lửa cây máu của Endor rồi. Endor thì cực kỳ yếu rồi anh em ơi.
Nhưng mà Quyền Vương cuối game cũng yếu, nên là chúng ta cố gắng lại end game trận đấu sớm nha. Ôi, lú luôn. Dê với Endo rồi Joker gặp mình đá phát là các bạn đấy đi luôn nha. Endo lại ôi, đỡ làm sao được. Ai thì lại dính luôn đá lại chiêu cuối đi luôn. Qua cái gặp A hiện tại thì cũng mưa rông gió rét. Thực sự đang nghe tiếng sấm bên tai anh em ơi. Thời tiết thì nó cứ phải gọi là thành phố bây giờ thì tắm biển giữa đường. Nói chung là tình trạng là rất là khó khăn trong việc di chuyển lẫn là an toàn về cuộc cải lẫn tính mạng, bởi vì là mưa ngập hết đường này đến đường kia anh em ơi. Chỗ nào thoát nước kém là thôi, ối dồi ôi luôn. Thế là các bạn tầm này là cứ ở nhà cho chắc nha. Đừng đi ra ngoài, mưa to gió rét không nói rồi, sấm chớp nó lại còn đường ngập lụt nữa chứ. À lụt thì không có đâu, ui da. Các chiếc cuối của mình rồi nha. Cẩn thận nha, bạn đấy có chiếc cuối đó. Ui da, nghĩ gì vậy trời. Ảo nha. Florentino gặp đúng Van Hên phương phép, phọt cái đi luôn. Ok, tập trung đẩy win thôi anh em ơi. Không tí nữa ID có đồ, HD bên kia cũng có đổ đồ và có đủ kháng phép ý. Florentino cũng có và Dê có đồ thì mình cũng đau đầu ấy, mình không áp sát được đâu. ID nè, ok, chỉ có 60 vàng thôi. Bây giờ lên này, Dê này. Dê thì để Van Hên lo nhá, để mình xử lý bạn Joker. Ui, lướp lườm với Hackmap. Ok, như vậy thì có lẽ thì chúng ta sẽ lên thôi. Florentino dính chiêu 2. Cứ dính chiêu 2 của mình là bị Van Hên xử lý luôn. Múa thì cũng gắt đó nhưng mà team mình full đam. Toàn sắp thương phép to lắm, hơn trông choi là không đủ đâu. Ôi, chạy đi đâu. Lừa tình ai mà ơi. Ok, và khi mà team bạn bị quét sạch thì video clip mua Việt cũng đến đây hết rồi. Chúc tất cả anh em đã thành công quý báu của mình nha. Hẹn các bạn trong cái clip tiếp theo. Một cái cây đi gà toàn gậy thôi. Hôm nay cũng mùng 1 tháng 6 rồi. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.